Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Quế, Trương Nguyệt Quế. Hiện tại mình đang là sinh viên năm nhất y khoa Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Thì cũng đã một năm rồi kể từ khi mình tham gia cuộc thi đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2019 và vinh dự đạt được giải nhì. Thì thực sự với mình mà nói, cái sở thích đọc sách nó là một quãng đường khá là dài. Bắt đầu từ khi mình còn nhỏ xíu, là lúc đó là mình rất là tò mò và thích thú với những cái quyển truyện về cuộc đời của những doanh nhân thế giới, bởi vì cái cách hành văn nó rất là hài hước và nó phù hợp với lứa tuổi của mình. Cho nên là mình bỏ hẳn việc xem tivi đi và mình cứ vùi đầu vào những cái quyển sách như vậy. Thì sau đó đến khi mà mình lớn hơn một chút thì mình lại cảm thấy có niềm yêu mến với những cái quyển tiểu thuyết ngoại văn. Nhờ vậy thì cái khả năng diễn đạt của mình cũng được nâng cao rất là nhiều, bởi vì mình đã trau dồi vốn từ qua những quyển sách đó. Đến khi mình trưởng thành hơn thì mình được giới thiệu một số những cái tựa sách để bồi dưỡng tâm hồn và cũng như trí tuệ, những cái kỹ năng xã hội. Thì nhờ mà đọc những quyển sách đó thì mình có thể tham khảo những cái suy nghĩ, những cái tư duy của những người đi trước trong những hoàn cảnh cụ thể, để từ đó mình chọn cho riêng mình một cái lối sống phù hợp nhất. Và sau này thì mình trở thành sinh viên y khoa và mình lại tiếp cận những quyển sách về y học, đặc biệt là những quyển giải phẫu đối với năm nhất của mình. Đồng thời thì mình cũng tìm thêm các quyển sách ngoại văn, bởi vì cái có thể là họ có những cái ý tưởng mới, những cái kiến thức mới, và nhờ vậy mình cũng có thể trau dồi được cái khả năng ngoại ngữ của mình. Đến với cuộc thi đại sứ văn hóa đọc năm 2019 thì với mình là một cái sự tình cờ, bởi vì giáo viên ngữ văn của mình giới thiệu về cuộc thi này ngay lúc đó là mình cũng vừa đọc xong một quyển sách khá là bổ ích, và mình chỉ muốn chia sẻ hết những cái suy nghĩ, những cái bài học mà mình rút ra được từ quyển sách này. Thì sau cuộc thi mình cũng đã làm quen khá là nhiều người bạn mới có cùng đam mê và học hỏi những cái skill đọc sách, như là làm sao để rút ra ý chính từ một quyển sách và đọc làm sao cho có hiệu quả hơn. Đồng thời thì mình cũng tham khảo luôn cả những cái projects để lan tỏa ý thức đọc sách đến với cộng đồng của các bạn. Thì thực sự là mình nói là đó là những ý tưởng hết sức là ấn tượng và được trình bày bằng những hình thức rất là phong phú. Đồng thời là có những cái khảo sát, những cái biểu đồ thống kê rất là cụ thể, và có thể nói là mình chưa bao giờ nghĩ tới luôn, và mình thực sự là ngưỡng mộ các bạn ấy. Cũng rất vui khi biết rằng cuộc thi đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2020 đã được phát động. Và hiện nay thì do ảnh hưởng của dịch SARS-CoV-2 thì chúng ta lại có nhiều thời gian rảnh hơn để lắng lòng mình vào những trang sách. Thì mình nghĩ là đây là một cơ hội tốt để các bạn có thể nêu lên những cái suy nghĩ của mình đối với những quyển sách mình đọc, hoặc là nghĩ ra những một cái kết thúc hoàn hảo hơn cho những cái quyển truyện. Và đồng thời là mình có thể đóng góp xây dựng những cái ý tưởng của mình để cái niềm yêu thích này, cái niềm đam mê đối với sách có thể được truyền tải đến với mọi người xung quanh. Và nếu có cơ hội thì mình nghĩ là năm nay mình sẽ lại tham gia cuộc thi này, và mình mong là các bạn hãy cùng tham gia và cùng cố gắng với mình nhé.